Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 14 tháng 12 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ban tuyên giáo tỉnh ủy quán triệt một số nghị quyết của Trung ương và trao giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Hưng Yên năm 2023. Hội đồng Nhân dân các huyện tổ chức kỳ họp đánh giá nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023, đề ra mục tiêu nhiệm vụ năm 2024. Cần ngăn chặn san lấp ao làng tại xã Xuân Dục, thị xã Mỹ Hảo. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề về tình hình biển đảo, quán triệt một số văn bản và trao giải thưởng giải báo chí về xây dựng Đảng, giải Búa Liềm Vàng tỉnh Hưng Yên năm 2023. Dự hội nghị có các đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy. Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Hưng Yên năm 2023 nhận được 109 bài thi của các tác giả là cán bộ, phóng viên các cơ quan đơn vị địa phương và các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh gửi tham gia ở 3 loại hình: báo in, báo điện tử, phát thanh truyền hình. Nhìn chung, các bài dự thi đã phản ánh đầy đủ, toàn diện các nội dung về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng đội ngũ cán bộ vừa có đức vừa có tài, ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Những thành tựu nổi bật quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, an sinh xã hội của Đảng bộ tỉnh. Gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Ban tổ chức cuộc thi đã trao giải cho 32 tác giả, nhóm tác giả, gồm 2 giải nhất, 6 giải nhì, 9 giải ba và 15 giải khuyến khích. Các tác phẩm xuất sắc được lựa chọn trao giải là cơ sở để ban tổ chức giải gửi tham dự báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, giải Búa Liềm Vàng lần thứ 8 năm 2023. Tiếp đó, hội nghị đã được nghe đồng chí Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân thông tin về tình hình biển đảo, đồng chí Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy quán triệt hướng dẫn số 11 ngày 5 tháng 9 năm 2023, hướng dẫn thực hiện quy định số 116 ngày 28 tháng 7 năm 2023 của Ban Bí thư về chỉ đạo định hướng và cung cấp thông tin tuyên truyền phòng chống tham nhũng tiêu cực. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đề nghị các địa phương đơn vị tập trung rà soát, đẩy mạnh thực hiện hoàn thành kế hoạch công tác năm 2023, khẩn trương xây dựng kế hoạch công tác năm 2024, đảm bảo sát, đúng, trúng, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tiễn. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cần nhận thức và quán triệt sâu sắc hướng dẫn số 11 ngày 5 tháng 9 năm 2023 và hướng dẫn thực hiện quy định số 116 ngày 28 tháng 7 năm 2023 của Ban Bí thư về chỉ đạo định hướng và cung cấp thông tin tuyên truyền phòng chống tham nhũng tiêu cực, chịu trách nhiệm về cung cấp thông tin và chỉ đạo người phát ngôn cung cấp thông tin về phòng chống tham nhũng tiêu cực trong phạm vi lĩnh vực của địa bàn mình phụ trách. Ở đây thì đề nghị các đồng chí là chúng ta đã có quy định rồi, là mỗi cơ quan đơn vị là chúng ta có người thay mặt thủ trưởng để phát ngôn ấy, thay cho thủ trưởng. Thủ trưởng thì trực tiếp rồi, nhưng có quy định là người trực tiếp phát ngôn của cơ quan đơn vị mình. Đề nghị là ban tuyên giáo có thể chủ trì phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng và ủy ban kiểm tra, thanh tra là các cơ quan chủ yếu để thực hiện công tác phòng chống tham nhũng. Để ban nội chính tỉnh ủy để chúng ta có những cái cung cấp thông tin kịp thời. Chúng ta cũng phải dần phải công khai những vụ việc để cho người dân biết và có văn bản yêu cầu các thủ trưởng các cơ quan, các huyện ủy, tỉnh ủy, đặc biệt là ủy ban nhân dân cấp huyện cung cấp thông tin. Ban tuyên giáo phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Hải quân để chúng ta có những thông tin về kinh tế biển đảo và các nội dung liên quan đến biển đảo để chúng ta đăng tin để cho người dân biết, những cái công khai để cho người dân biết đấy, tình hình biển đảo của chúng ta thế nào để tạo cái đồng thuận chung trong vấn đề chủ quyền biển đảo của chúng ta. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan báo chí của tỉnh chủ động tuyên truyền về kết quả công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và các địa phương, đơn vị năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025. Chú trọng phát hiện, biểu dương, nhân rộng những điển hình trên các lĩnh vực của đời sống xã hội trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, động viên khuyến khích đội ngũ phóng viên có nhiều hơn nữa các tin bài hay, tăng cường thời lượng tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển đảo, phòng chống tham nhũng tiêu cực,
đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, tích cực tham dự hưởng ứng các giải báo chí của Trung ương và tỉnh tổ chức, xây dựng kế hoạch để tổ chức các hội nghị thông tin chuyên đề năm 2024 cho cán bộ chủ chốt tỉnh với các chuyên đề thiết thực đáp ứng nhu cầu thông tin của cán bộ lãnh đạo và cán bộ đảng viên trong Đảng bộ tỉnh. Sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến kết hợp với trực tiếp tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sau 10 năm thực hiện nghị quyết 29, hệ thống giáo dục quốc dân cơ bản được hoàn thiện theo hướng mở, liên thông giữa các cấp học, trình độ và giữa các phương thức giáo dục đào tạo, quy mô giáo dục và mạng lưới cơ sở giáo dục phát triển đáp ứng tốt nhu cầu học tập suốt đời của người dân. Chương trình giáo dục phổ thông mới chuyển từ nặng về truyền thụ kiến thức sang phát triển toàn diện phẩm chất năng lực học sinh. Chất lượng giáo dục phổ thông cả đại trà và mũi nhọn ngày càng nâng cao. Đổi mới thi, kiểm tra đánh giá, đặc biệt là thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học cao đẳng sư phạm, giáo dục nghề nghiệp ngày càng thực chất và hiệu quả hơn. Phát biểu tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên, đồng chí Nguyễn Duy Hưng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương trên cơ sở những kết quả đã đạt được tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo trong thời gian tới. Sở Giáo dục và Đào tạo cần đánh giá kết quả đã đạt được một cách chặt chẽ, cụ thể, sát với thực tế. Công tác tuyển dụng giáo viên ở các địa phương còn rất chậm, ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục. Các địa phương cần đẩy nhanh công tác tuyển dụng. Các trường đại học cao đẳng trên địa bàn tỉnh tiếp tục đổi mới công tác giảng dạy, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hôm nay, Hội đồng Nhân dân các huyện Tiên Lữ, Kim Động, Ân Thi và thị xã Mỹ Hào tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm nhằm đánh giá nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và đề ra các mục tiêu giải pháp năm 2024. Dự kỳ họp tại các địa phương có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lê Xuân Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Lê Huy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trần Thị Thanh Thủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào. Năm 2023, tình hình kinh tế xã hội của huyện Tiên Lữ đạt được kết quả khá toàn diện. Tổng giá trị sản xuất tăng trên 8% so với năm 2022. Thu nhập bình quân trên 1 hecta canh tác đạt trên 220 triệu đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 68 triệu đồng một người một năm. Tích cực giải phóng mặt bằng, giải ngân đầu tư công và xử lý vi phạm trên đất nông nghiệp. Để tiếp tục phát triển kinh tế xã hội, huyện đã đưa ra các giải pháp chủ yếu như đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, nhất là các dự án các công trình trọng điểm của tỉnh, của huyện, tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng chống bảo vệ môi trường, tập trung triển khai thực hiện các chương trình, đề án, công tác quy hoạch nhằm xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và đô thị, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh. Năm 2023, tốc độ tăng trưởng của huyện Kim Động đạt 8,43%, giá trị thu nhập bình quân trên 1 hecta canh tác đạt 220 triệu đồng trên năm. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm còn 0,71%, có hơn 75% hộ gia đình thực hiện phân loại và xử lý rác thải tại nguồn. Huyện có thêm 4 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 6 khu dân cư được công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2024, huyện Kim Động phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 9,63%, giá trị thu nhập bình quân trên 1 hecta đất canh tác đạt 230 triệu đồng trên năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 0,6%, đào tạo nghề và tạo việc làm mới cho khoảng 2.000 lao động. Toàn huyện phấn đấu có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và 5 thôn đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2023, tổng giá trị sản xuất của thị xã Mỹ Hào đạt gần 27.000 tỷ đồng, tăng 9,6% so với năm ngoái. Thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 3.200 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,72%. Các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, y tế được duy trì và phát triển đáp ứng nhu cầu của người dân, công tác an ninh quốc phòng được giữ vững.
Năm 2024, thị xã Mỹ Hào đặt mục tiêu phấn đấu tổng giá trị sản xuất tăng 9,4% so với năm 2023. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 9,3%, tập trung vào những giải pháp cụ thể là đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu sang đô thị, dịch vụ và công nghiệp, tiếp tục cải thiện môi trường, cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh để thu hút đầu tư, khôi phục và phát triển mới các làng nghề, nâng cao hiệu quả trong đầu tư cơ bản, đẩy nhanh tiến độ thẩm định, phê duyệt thi công các công trình dự án, tăng cường quản lý đất đai, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân, nâng cao chất lượng giáo dục, đẩy mạnh phong trào toàn dân xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, tiếp tục đổi mới cải cách hành chính, ứng dụng số. Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người huyện Ân Thi đạt hơn 72 triệu đồng, thu nhập trên 1 hectare canh tác đạt 278 triệu đồng. Có 19 sản phẩm được công nhận OCOP, phát hiện 18 trường hợp phát sinh vi phạm đất đai và giải tỏa dứt điểm 16 trường hợp. Cấp mới 2.500 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xử lý đất dôi dư được 30 trường hợp, ước thu 2,8 tỷ đồng. Đề nghị tỉnh bổ sung cụm công nghiệp Bắc Sơn 1, cụm công nghiệp Bắc Sơn 2 vào quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Hưng Yên. Năm 2024, huyện phấn đấu GDP bình quân đầu người 73 triệu đồng, giá trị trên 1 hectare canh tác đạt 280 triệu đồng, công nhận 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 xã, 7 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Kỳ họp Hội đồng Nhân dân huyện Ân Thi đã lấy phiếu tín nhiệm đối với hai ông bà giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân huyện bầu từ đầu nhiệm kỳ đến nay theo nghị quyết số 96/2023/QH15 của Quốc hội. Sáng nay, chi bộ thôn Ngô Xuyên, thị trấn Như Quỳnh tổ chức buổi sinh hoạt thường kỳ tháng 12 năm 2023. Tới dự có đồng chí đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Các đại biểu được thông tin một số tin tức nổi bật trong nước và trên địa bàn tỉnh, phổ biến triển khai các văn bản lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết chi bộ tháng 11, triển khai nội dung sinh hoạt chuyên đề về thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang. Các đồng chí đảng viên trong chi bộ đã tích cực trao đổi, thảo luận, góp ý vào việc xây dựng nếp sống văn minh trong việc tang và đề xuất một số cách thức để tránh lãng phí và không đảm bảo vệ sinh môi trường. Việc nêu gương của cán bộ, lãnh đạo đảng viên trong thực hiện nếp sống văn minh. Thời gian tới, chi bộ sẽ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và cần có những quy ước, hương ước thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về việc đưa nội dung xây dựng nếp sống văn minh trong việc tang vào hương ước của làng để nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần và môi trường sống cho nhân dân trên địa bàn, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tố giác tội phạm. Chỉ còn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Thời điểm này, các hộ dân sản xuất mộc xã Thành Công, huyện Khoái Châu đều trở nên nhộn nhịp, tập trung sản xuất để cung ứng những sản phẩm có chất lượng, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của thị trường. Toàn xã hiện có khoảng 20 hộ làm nghề, tập trung tại thôn Hương Quất 2, trong đó có nhiều cơ sở sản xuất lớn, mỗi năm thu lãi hàng trăm triệu đồng. Như gia đình ông Lê Văn Diệm, Trần Văn Tiến, Lê Minh Kiểm. Thời điểm này, các hộ dân đang gấp rút hoàn thiện các đơn hàng để kịp giao hàng trước Tết. Xác định thời điểm cần Tết, nhu cầu mua sắm nội thất, đồ mộc mỹ nghệ của các gia đình tăng cao. Nên từ tháng 8 âm lịch, các hộ dân đã chủ động nguồn vật liệu, sản xuất, lên đơn hàng, tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng cường quảng bá, giới thiệu sản phẩm. Bên cạnh việc sản xuất các mặt hàng quen thuộc như là bàn ghế, các hộ sản xuất chú tâm đến các sản phẩm có nhu cầu cao trong ngày Tết như đồ thờ, tranh, tượng. Các cơ sở tại đây tạo việc làm cho trên 100 lao động địa phương với mức thu nhập bình quân từ 6 đến 8 triệu đồng một người một tháng. Ước tính năm nay, toàn xã xuất bán được hàng chục nghìn sản phẩm các loại, đem lại doanh thu khoảng 100 tỷ đồng. Năm 2023, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Hưng Yên đã tổ chức 45 sàn giao dịch việc làm với gần 600 doanh nghiệp tham gia tìm nguồn lao động, đã tư vấn hướng nghiệp việc làm cho gần 70.000 người, tư vấn học nghề cho trên 1.300 lao động. Thông qua các sàn giao dịch, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tiếp cận và lựa chọn được nhiều lao động có tay nghề phù hợp với đơn vị việc làm. Qua trực tiếp tại sàn giao dịch việc làm đã có trên 5.000 lao động được tuyển chọn trực tiếp tại sàn giao dịch việc làm. Trong đó, lao động có trình độ đại học cao đẳng là 770 người, lao động có trình độ trung cấp, công nhân kỹ thuật là 570 người, lao động phổ thông chưa qua đào tạo là hơn 3.800 người. Hiện nay, thị trường lao động đang diễn ra phổ biến tình trạng chung về mất cân bằng trong cung cầu lao động. Số lượng lao động có trình độ cao đẳng đại học, khối ngành kinh tế xã hội nhiều, nhưng thực tế các đơn vị tuyển dụng
chủ yếu tập trung tuyển lao động phổ thông, lao động có tay nghề về cơ khí kỹ thuật. Công tác tạo nguồn xuất khẩu lao động đạt hiệu quả chưa cao, nguyên nhân chính là do việc khai thác lao động trên địa bàn chưa thật sự chủ động, nhiều khó khăn. Các doanh nghiệp làm công tác xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh hiện nay hoạt động hầu hết là tự phát nên khó kiểm soát được số lao động, nhất là lao động tự do không có tay nghề. Trong hai ngày 14-15 tháng 12, tại trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Edison, khu đô thị Eco Park, huyện Văn Giang, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên tổ chức giao lưu giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn cấp tiểu học năm học 2023-2024. Tham gia giao lưu có 12 đoàn đến từ 10 huyện, thị xã, thành phố và hai trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Edison và tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Hồng Đức. Trong chương trình giao lưu, các thầy cô giáo thực hành một số hoạt động về giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Các em học sinh tiểu học sẽ thể hiện sự hiểu biết ở 3 nội dung: kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, vẽ tranh về chủ đề an toàn giao thông, kỹ năng tuyên truyền vận động thực hiện tốt an toàn giao thông. Đây là hoạt động thiết thực, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tăng cường hiệu quả giáo dục an toàn giao thông đối với lứa tuổi học sinh tiểu học, tạo điều kiện để các giáo viên giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm để có những bài dạy hiệu quả, giúp học sinh có ý thức tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành những quy định về an toàn giao thông, có kỹ năng tốt để tham gia giao thông an toàn. Thưa quý vị và các bạn, nằm trong danh mục ao hồ đầm không được san lấp lấn chiếm theo quyết định số 1421 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên nhằm mục đích điều hòa nguồn nước, bảo tồn văn hóa, bảo tồn môi trường sinh thái. Tuy nhiên hiện nay ao đình thôn Xuân Đào, xã Xuân Dục, thị xã Mỹ Hào đang bị các hộ dân xung quanh lấn chiếm, biến nơi đây thành điểm chứa nước thải sinh hoạt, đổ rác, phế thải. Gia đình ông Nguyễn Hữu Thiệu nằm cạnh ao đình thôn Xuân Đào, do trước đây đất ở chật hẹp, năm 1993 gia đình ông có đổi ruộng lấy đất ao gần nhà. Tuy nhiên, mỗi năm gia đình ông đều cạp thêm đất để chống sạt lở. Vậy là với lý do này thì mỗi năm diện tích đất nhà ông Thiệu lại tăng thêm, còn ao đình lại ngày một thu hẹp. Ao đình này đấy, trước đây là của thôn. Đấy, thế thì bây giờ được cái giữa cái đất thì tôi ở gần dì ao thì đôi khi là nó cũng có lở và đắp và cũng có lấn ra một ít. Và cũng với lý do chống sạt lở, vườn sau của gia đình ông Phạm Xuân Thu liên kề ao đình cũng mỗi ngày được lấn rộng ra. Nhà tôi nhá, là đúng là tôi đổ là ra 1 mét nhá. Còn rộng nhá, các nhà kia cũng lấn ra nhá. Nhà này cũng lấn ra, nhà kia lấn ra nhiều nhất nhé. Đấy, tôi nói là như vậy, là tôi ở đây lâu năm rồi. Nhà tôi thì ra đi là thực ra là các bác ấy vào đo rồi. Đúng là như vậy, là nếu mà không nhầm thì độ 1 mét ra vậy. Ao đình thôn Xuân Đào, theo bản đồ địa chính năm 1993, có diện tích gần 2.000 m². Tuy nhiên hiện nay đã bị thu hẹp do các hộ dân xung quanh lấn chiếm. Nhà ít thì 15-20 m², nhà nhiều thì 40-50 m². Các hộ lấn chiếm ao đình như hộ ông Phạm Xuân Thu, bà Nguyễn Thị Son, ông Nguyễn Hữu Thiệu. Trong đó, điển hình là gia đình ông Phạm Văn Sự. Không những lấn chiếm hàng chục mét vuông đất ao làng, mà hiện nay gia đình ông Sự đã xây dựng công trình nhà ở kiên cố, trong đó có một phần đất nằm trên diện tích lấn chiếm, gây bức xúc cho nhân dân địa phương. Nếu quanh và các gần ao thì thường phần lớn các hộ dân đều là cũng muốn có gọi là chiếm và lấn. Nhưng mà trên phương diện đó thì chúng tôi cho rằng là khi được tiếp nhận cái dự án này, chúng tôi cũng đã đặt vấn đề những người dân xung quanh cố gắng trả lại đúng cái vị trí để như vậy khi sử dụng cái tập thể cho nó phù hợp. Cũng có nhà ở đây phải, nếu tính vuông thì cũng có nhà thì thấp thì cũng có thể là 10-15 vuông, nó cũng có nhà thì phải đến 30 vuông. Sẽ động viên là người ta trả lại cái mặt bằng làm sao cho nó đúng khi dự án vào. Trong thời gian tới, Ủy ban xã cũng đã tập trung đầu tư vốn kinh phí để cơ sở thôn đấy, cải tạo và nâng cấp cái ao thành khu quần thể di tích trước cửa nhà văn hóa của thôn. Thì Ủy ban xã sẽ giao cơ sở thôn và cùng Ủy ban xã này phối hợp để tuyên truyền các cái hộ xung quanh ao đã lấn chiếm, thì cơ bản các hộ cũng đã đồng tình ủng hộ. Thị xã Mỹ Hào hiện có 73 ao hồ đầm nằm trong danh mục cần được bảo tồn, nghiêm cấm mọi hành vi san lấp, lấn chiếm. Một số xã phường đã kè bờ giữ ao hồ làm đẹp cảnh quan. Tuy nhiên hiện nay, một số ao hồ đã bị người dân lấn chiếm trái phép. Chính quyền các địa phương cần tích cực vào cuộc để ngăn chặn mọi hành vi lấn chiếm trái phép, thực hiện nghiêm quyết định số 1421 của Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.